đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 11 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài Hiệu quả ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 8 tháng 11, thành phố Châu Đốc ghi nhận 75 ca mắc mới trong cộng đồng 64, 11 trường hợp thuộc phường Châu Phú A, 1 trường hợp tại khóm 1, 8 trường hợp tại khóm 5, 1 trường hợp tại khóm 6, một trường hợp tại khóm Vĩnh Phú, phát hiện qua tầm soát cộng đồng do có liên quan chợ Châu Đốc. 24 trường hợp thuộc phường Châu Phú B, 20 trường hợp tại khóm Châu Long 2, một trường hợp tại khóm Châu Quế 3, một trường hợp tại khóm Châu Long 8, một trường hợp tại khóm Châu Long 7, một trường hợp tại khóm Châu Thới, phát hiện qua tầm soát cộng đồng. Một trường hợp tại khóm Châu Quế Ba, phường Châu Phú B, phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa Khoa Khu vực. 9 trường hợp thuộc phường Núi Sam, một trường hợp tại khóm Vĩnh Phước, một trường hợp tại khóm Vĩnh Phước 1, hai trường hợp tại khóm Vĩnh Đông, một trường hợp tại khóm Vĩnh Đông 1, hai trường hợp tại khóm Vĩnh Xuyên, hai trường hợp tại khóm Vĩnh Tây 2, phát hiện qua tầm soát cộng đồng. 10 trường hợp tại khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Quân phát hiện qua tầm soát cộng đồng. Một trường hợp tại khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Quân phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện đa khoa khu vực. 5 trường hợp tại ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu phát hiện qua tầm soát cộng đồng. 3 trường hợp tại ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế phát hiện qua tầm soát cộng đồng. Trong khu cách ly tập trung 11 trường hợp trong đó khu cách ly trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 3, khu cách ly trường tiểu học A Vĩnh Nguyên 3, khu cách ly trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông An Giang 5. Đến nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đầu đợt dịch là 1.064 ca, trong đó tái dương tính 8, khỏi bệnh 463, tử vong 19. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 582, trong đó có 75 F0 mới và 181 F0 được điều trị tại nhà. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 9, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân 39 F0. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân còn điều trị 11 F0 của huyện Phú Tân, 4 F0 của huyện Chợ Mới, 1 F0 của huyện Tri Tôn, 6 F0 của huyện Châu Phú, 1 F0 của huyện Tịnh Biên, 1 F0 của thị xã Tân Châu. Trung tâm y tế cơ sở điều trị 13, thực tế là 14 do có một trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0. Mẫu giáo Anh Đào 42, thực tế là 44 do có hai trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó có 6 trẻ em. Trường tiểu học A Vĩnh Quân 40, thực tế là 41 do có một trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên 114, trong đó có 6 trẻ em. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông An Giang 69, trong đó có 4 trẻ em. Cách ly tập trung, quản lý 417 người. 4.281 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Quản lý cách ly tại nhà 1.323 người, dập 4.527 người hoàn thành cách ly tại nhà. Tất cả đều có sức khỏe, bình thường. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2021, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang do đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với quân sự thành phố Châu Đốc về công tác chuẩn bị thực lực tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022. Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung về thực hiện quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022. Các tài liệu văn bản liên quan đến công tác xét duyệt sơ tuyển bình nghị, khám sức khỏe, kết quả chuẩn bị thực lực, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022. Đồng thời đoàn cũng đã đến kiểm tra trực tiếp điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại Trung tâm Y tế thành phố. Kết luận tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố cần chủ động xây dựng kế hoạch xét duyệt, khám sức khỏe trong điều kiện địa phương có dịch theo các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó chú trọng phương án tổ chức test nhanh cho số thanh niên có lệnh gọi khám tuyển, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cần theo dõi đôn đốc kiểm tra quá trình khám đảm bảo tổ chức khám tuyển theo quy định gắn với đảm bảo công tác phòng chống dịch covid-19 nắm chắc số lượng công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe đã được tiêm ngừa vaccine covid-19 đồng thời chủ động phương án gọi bổ sung kịp thời số công dân lên khám để đảm bảo số lượng và chất lượng hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Sáng ngày 8 tháng 11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt quy trình phối hợp ngành y tế, ngành công an, xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đến các điểm cầu với các địa phương trên toàn quốc. Đồng chí Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Châu Đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn và các ban ngành thành phố cùng tham dự. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định thông tin tiêm chủng sẽ được các bộ phối hợp xử lý đầy đủ cho người dân. Đồng thời, Bộ Thông tin Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo cập nhật, chỉnh sửa bổ sung các tính năng trên nền tảng quản lý tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo đề nghị của Bộ Y tế, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho nền tảng quản lý tiêm chủng. Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với ngành y tế và công an thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng, xác thực thông tin người dân về tiêm chủng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trước ngày 11 tháng 11 năm 2021. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác lập cơ chế thông tin và báo cáo chỉ huy, chỉ đạo thống nhất từ trung ương xuống các địa phương, chính thức đưa hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn dướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước đã đạt hơn 90 triệu mũi tiêm vaccine phòng COVID-19. Những kết quả đạt được rất đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn nhiều dướng mắt và bất cập trong quá trình tổ chức tiêm như tính chính xác của dữ liệu tiêm và việc trả kết quả tiêm cho người dân. Để đảm bảo công tác tiêm chủng được hiệu quả, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng phòng Covid-19. Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2021, đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc, dẫn đầu đoàn đến giới thiệu đồng chí Lê Hoàng Mai, thành ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhận nhiệm vụ mới tại Đảng bộ phường Vĩnh Mỹ, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, đồng chí Cao Xuân Bá, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, gửi lời nhắn nhủ, tin tưởng và mong muốn giới cương vị mới Đồng chí Lê Hoàng Mai sẽ tiếp tục phát huy tốt những kinh nghiệm, năng lực sở trường của mình cùng với tập thể Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Dĩnh Mỹ thực hiện tốt các nghị quyết và đảng bộ phường đã đề ra trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, gắn với công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Từ nay đến cuối năm 2021, đồng thời đồng chí Lê Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dĩnh Mỹ, hứa sẽ quyết tâm đem trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm của mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Châu Đốc. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường Vĩnh Mỹ tổ chức khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự chuẩn bị thực lực tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Phường đã tổ chức test nhanh cho các thanh niên trước khi khám sức khỏe, tổ chức gọi công dân theo từng khu vực trên địa bàn phường địa điểm khám đảm bảo giãn cách bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn bố trí hướng đi một chiều qua công tác rà soát nắm chắc và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã gọi khám sức khỏe đối với 108 thanh niên đây là công tác quan trọng trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nhằm nâng cao chất lượng sơ tuyển sàng lọc những công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe giảm tỷ lệ không trúng tuyển góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Nhằm thực hiện tốt kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn dân trên địa bàn xã Dĩnh Tế cùng với lực lượng y tế xã, những ngày qua, xã đoàn Dĩnh Tế đã dẫn động các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, các đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ lực lượng y tế tiếp nhận hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng, quét mã QR, xác minh điểm đến, tuân thủ nguyên tắc 5K. Về phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, thực hiện tiêm vaccine theo quy trình, hỗ trợ sắp xếp vị trí chờ của người dân trước và sau khi tiêm. Bên cạnh đó, xã đoàn còn tuyên truyền vận động người dân ủng hộ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia hỗ trợ các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn xã. Qua đó thể hiện sự chung tay góp sức của tuổi trẻ dĩnh tế cùng với đảng ủy chính quyền và nhân dân. Và nhân dân trong xã thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Tính đến nay, xã Vĩnh Tế đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, được 4.448 liều, đạt 95,3%, trong đó mũi 1 3.993 liều, mũi 2 200 liều. Bên cạnh đó, xã Vĩnh Tế còn rà soát, thống kê và lập danh sách số lượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn xã, được 776 người. Xác định vaccine là một trong những giải pháp quan trọng trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sở Dinh tế luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân tích cực hưởng ứng chiến dịch tiêm vaccine. Trên tinh thần, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, từ đó hướng đến mục tiêu phủ rộng tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt với cuộc sống bình thường mới. Ngày 8 tháng 11, Trạm Y tế Phường Châu Phú A tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân trên địa bàn phường trong đợt này, Phường Châu Phú A triển khai tiêm vaccine Pfizer phòng COVID-19 mũi 2 cho các đối tượng người cao tuổi từ 65 đến 89 tuổi đã tiêm mũi 1 và mũi 2 cho các đối tượng lao động tự do từ 51 tuổi đến 64 tuổi đã tiêm mũi 1 vaccine Abdala. Được biết, Phường Châu Phú A được phân bổ 396 liều vaccine. Việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho toàn dân đợt 6 trên địa bàn phường Châu Phú A diễn ra đảm bảo an toàn, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Trong quá trình tiêm chủng, đội ngũ nhân viên, y bác sĩ và các lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ ở 11 khóm thực hiện đúng các yêu cầu về đảm bảo an toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19. Chuẩn bị đầy đủ nhân sự và các loại thuốc, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu trong trường hợp xảy ra phản ứng nặng sau khi tiêm chủng. Chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 toàn dân được xem là chiến dịch có ý nghĩa rất quan trọng, cùng với thực hiện nghiêm biện pháp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để góp phần phòng chống COVID-19 hiệu quả trên địa bàn phường. Chiều ngày 8 tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục của cả nước. Tại điểm cầu Việt Theo Châu Đốc có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đến dự. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe vụ dụ giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp. Cục Quản lý Môi trường Y tế hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp, hướng dẫn xử trí tình huống nghi mắc hoặc mắc dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục phương án khoanh dùng dập dịch để sớm cho học sinh đi học trở lại và Cục Y tế Dự phòng báo cáo kế hoạch triển khai tiêm phòng COVID-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Cũng tại hội nghị, các địa phương tham gia thảo luận đề xuất các ý kiến về điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, cán bộ, nhà giáo khi tổ chức hoạt động học trực tiếp tại trường triển khai tiêm vaccine cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi theo hình thức chiến dịch, bắt đầu tiêm ở độ tuổi từ 17 tuổi trở xuống đến 12 tuổi. Phải có cha mẹ, người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Việc tiêm chủng phải được thực hiện đảm bảo nhanh chóng và an toàn. Ngày 7 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Châu Phú B tiếp tục tổ chức tiêm vaccine mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo người dân được tiêm chủng đúng lịch, đủ liệu và an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó, căn cứ danh sách người dân trên địa bàn phường đã tiêm mũi 1, các khóm chủ động mời người dân đủ thời gian 14 ngày đã tiêm mũi 1 trước đó đến tiêm mũi 2 theo kế hoạch. Đối với trường hợp người dân không có giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1 do thất lạc hoặc chưa được cấp thì địa phương hướng dẫn người dân có thể cung cấp các thông tin về việc đã tiêm vaccine mũi 1. Điểm tiêm có trách nhiệm cập nhật hoặc điều chỉnh lại thông tin trên hệ thống và thực hiện tiêm theo quy định. Việc tiêm ngừa đúng tiến độ vừa góp phần tạo điều kiện tốt cho người dân sống an toàn với COVID-19, vừa từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội, mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ đảm bảo tính linh hoạt, thích ứng, an toàn và an sinh xã hội bền vững cho người dân, những tin đồng lòng để cùng chính quyền địa phương đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân Phường Vĩnh Quân phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch liên kết tiêu thụ lúa thu đông 2021 và đông xuân 2021-2022 với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Nông nghiệp Lộc Trời. Tại cuộc họp, đại diện tập đoàn Lộc Trời đã giới thiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn và phương thức liên kết sản xuất dùng nguyên liệu giữa tập đoàn Lộc Trời và các hợp tác xã, tổ hợp tác. Theo đó, chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm lúa, tập đoàn Lộc Trời sẽ hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác về việc ký hợp đồng, đầu tư giống, phân thuốc từ đầu vụ đến cuối vụ không tính lãi, cử cán bộ kỹ thuật và thuê CFO hỗ trợ tư vấn kỹ thuật. Cố dụ thu mua lúa lại của bà con nông dân là thành viên hợp tác xã tổ hợp tác cung cấp dịch vụ phun thuốc bằng máy bay với giá ưu đãi nếu nông dân tuân thủ quy trình và kết quả kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên mẫu lúa theo kết quả phân tích của công ty thì giá lúa thu mua sẽ được tăng từ 200 đến 300 đồng trên một kg qua đó nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật góp phần tăng năng suất sản lượng thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng gia tăng chuỗi giá trị trong thời gian tới Tính đến ngày 8 tháng 11, trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ có 6 F0 đã hoàn thành điều trị 6. Tổng số F1 là 75, hoàn thành cách ly 68, đang cách ly 7. Tổng số F2 là 208, hoàn thành theo dõi y tế là 195, đang theo dõi y tế là 13. Tiêm vaccine toàn dân trên địa bàn phường Vĩnh Mỹ được 11.222 trên 11.828 người, đạt 95% trong đó tiêm mũi 1 trên địa bàn được 9.285, tiêm mũi 1 nơi khác được 1.937 người, còn lại 34 người, tiêm mũi 2 được 840 người, bỏ địa phương 572 người. Phường Vĩnh Mỹ tiếp tục thực hiện tiêm vaccine Abdala mũi 2 cho người dân trên địa bàn phường, đồng thời xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Bên cạnh đó, phường Vĩnh Mỹ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình người dân từ các tỉnh, thành, phố khác trở về địa phương để hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Phát động nhân dân khai báo, báo tin các trường hợp người từ nơi khác vào cư trú trên địa bàn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, bốn mục tiêu lớn của chiến lược ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới là giảm tỷ lệ người mắc COVID-19, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, giảm tỷ lệ tử vong, bảo đảm phục hồi phát triển kinh tế xã hội gắn giới kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Mục tiêu lớn nhất là bảo vệ sức khỏe của người dân đặt lên trên hết thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới, trong đó công tác phòng chống dịch đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị. An Giang đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, xây dựng thẻ xanh COVID-19 cho người dân. Đến ngày 4 tháng 11 năm 2021, An Giang hiện có 93,32% người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. 14,14% người dân được tiêm mũi 2, tăng cao so với ngày 1 tháng 10 năm 2021. Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 21,09%, mũi 2 đạt 7,55%. Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực dược bậc của tỉnh để đưa cuộc sống người dân sớm trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng linh hoạt. Thực tế, người tiêm đủ 2 mũi vaccine có thể được hưởng lợi từ chính sách thẻ xanh đang được tỉnh xây dựng. Mới đây, người dân hết sức phấn khởi khi ngày 3 tháng 11, An Giang tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Bởi vì trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, tiêm vaccine là giải pháp tốt nhất giúp cho các bậc phụ huynh an tâm đối với trẻ nhỏ. Bên cạnh thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, việc tiêm vaccine là một trong những điều kiện an toàn khi người dân tham gia các hoạt động và học sinh có thể trở lại trường. Theo Sở Y tế, việc mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 đến 17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh tại địa phương. Thời gian triển khai trong tháng 11 trên toàn tỉnh dự kiến từ 3 đến 7 ngày tùy thuộc vào lượng vaccine được phân bổ và sẽ tiêm nhắc lại mũi 2. Đối tượng tiêm là trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong tỉnh, kể cả trẻ em hiện đang tạm trú tại các hộ gia đình, nhà trọ, lang thang cơ nhở, không còn đi học, với khoảng 200.000 trẻ em. Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại trường học, trạm y tế và các điểm tiêm chủng lưu động tại dùng sâu, dùng xa, dùng phong tỏa vì COVID-19. Chiến dịch triển khai tại 11 quyện thị xã thành phố trên toàn tỉnh sử dụng vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi 12-17, đến 17. theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Mục tiêu có ít nhất 90% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên toàn tỉnh được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 để phòng chống dịch chủ động. Để thực hiện, tỉnh sẽ quy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng, quy động tối đa các lực lượng tham gia hỗ trợ triển khai tiêm chủng đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. Sau giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch song song với việc phát triển kinh tế để thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên do không duy trì được tính cảnh giác và tự giác cao độ, một bộ phận người dân không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Nên sau khi kiểm soát khá tốt dịch bệnh COVID-19 thì đã xảy ra những ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nguyên nhân chủ yếu của đợt lây nhiễm trong cộng đồng lần này chính là sự chủ quan, thiếu ý thức của người dân, không tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Do đó, cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cần thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát việc chấp hành của mọi người về phòng chống dịch, kiểm tra, kiểm soát, tổ chức chặt chẽ quy trình cách ly cũng như trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân, tổ chức và xử lý nghiêm mọi vi phạm để công tác phòng chống dịch COVID-19 thực sự có hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Theo Sở Y tế An Giang, tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp phòng bệnh chủ động rất quan trọng. Việc tiêm vaccine sẽ giúp giảm triệu chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan, bởi vì một số người đã tiêm vaccine vẫn có khả năng mang virus và lây bệnh cho người khác. Theo diện vệ sinh dịch tễ trung ương, người đã được tiêm vaccine COVID-19, đặc biệt là những người mới chỉ được tiêm một mũi vaccine, vẫn rất cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khác, đặc biệt là thông điệp 5K. Nguyên nhân do vaccine không đem lại sự bảo vệ tức thì. Sau tiêm mũi 1, phải ít nhất có 14 ngày mới bắt đầu có tác dụng và mức bảo vệ sau tiêm mũi 1 chỉ đạt ở mức bảo vệ rất thấp. Sau khi tiêm mũi vaccine thứ hai từ một tháng trở lên thì vaccine mới đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu và hiệu quả này cũng chỉ đạt ở mức khoảng từ 60 đến 90% tùy theo loại vaccine. Theo khuyến cáo của ngành y tế, tiêm vaccine COVID-19 là biện pháp phòng bệnh chủ động rất quan trọng. Tuy nhiên, người đã được tiêm vaccine COVID-19 cần ý thức được tầm quan trọng của việc hạn chế các hành vi nguy cơ, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong đó có 5 k khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách không tập trung, khai báo y tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Chiến lược ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11 được coi là điểm mốc là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu so rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở giáo dục mọi người ý thức tôn trọng pháp luật để không chỉ là một ngày mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm. Mọi tổ chức cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp pháp luật, thực hiện khẩu hiệu sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tại thành phố Châu Đốc, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, vừa là công cụ quản lý nhà nước hiệu quả, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, đồng thời tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân thông qua ngày pháp luật giúp cho mọi tổ chức cá nhân người dân thành phố Châu Đốc có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng thực thi pháp luật. Qua đó những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp. Ngày pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức cá nhân, tính tích cực, tham gia giới hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây cũng là mô hình để dẫn động khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh do vậy đây còn là sự kiện chính trị pháp lý có ý nghĩa nhân dân ý nghĩa xã hội sâu sắc đồng thời ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ tạo điều kiện để mọi cá nhân tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện công cụ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình của nhà nước và của xã hội thời gian qua thành phố châu đốc cũng tăng cường các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật việt nam như chủ động tìm hiểu gương mẫu tuân thủ thực thi pháp luật là trách nhiệm của mọi cán bộ công chức viên chức người lao động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, cán bộ công chức viên chức tích cực tham gia hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của nhân dân, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội và tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp để các cơ quan đơn vị địa phương lựa chọn làm khẩu hiệu tuyên truyền ngày pháp luật năm 2021 ngoài ra thành phố cũng tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng trong đó chú trọng phổ biến pháp luật trên báo đài trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị địa phương thông qua mạng diễn thông mạng xã hội hệ thống loa truyền thanh cơ sở thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tổ chức đối thoại chính sách tư vấn pháp luật trực tiếp thông qua các hội nghị hội thảo tọa đàm hoạt động chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn Quý vị và các bạn vừa nghe bài Hiệu quả ngày pháp luật Việt Nam trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 hoành hành, đồng hành cùng những y bác sĩ, nhân viên y tế và cán bộ chiến sĩ tại tuyến đầu chống dịch là các phóng viên không quản ngại nguy hiểm, lao vào các điểm nóng, ổ dịch, làm việc xuyên đêm để có được những hình ảnh, thước phim, bản tin cập nhật về dịch bệnh một cách nhanh chóng, chân thực và chính xác nhất, giúp cho người dân hiểu rõ tình hình dịch bệnh và chủ trương đường lối phòng chống dịch của Đảng nhà nước, những hy sinh thầm lặng đó đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng củng cố niềm tin xã hội, giúp cho nhân dân đồng lòng cùng Đảng nhà nước quyết chiến thắng trước đại dịch Covid-19. Có thể nói, chưa bao giờ thông tin báo chí lại được người dân theo dõi sát sao như thời điểm xảy ra dịch Covid-19 và cũng ít có khi nào thông tin trên báo chí lại dồi dào, minh bạch và đồng loạt như vậy. Cụ thể như Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố đã tăng thời lượng phát sóng và buổi trưa thêm 30 phút về tình hình dịch bệnh Covid-19. Kết quả tăng từ 50 đến 70% tin bài về phòng chống dịch bệnh không chỉ chung sức, đội ngũ phóng viên còn là lực lượng xung kích trên mặt trận thông tin chống dịch COVID-19, với việc phát huy sức mạnh đa loại hình, đa phương tiện, đa ngôn ngữ trong tuyên truyền phòng chống dịch. Đã có những phóng sự ra đời trong thời điểm dịch đang ở đỉnh, những phóng viên sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để ghi nhận tình hình công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện, khu cách ly. Trước thực trạng, ma trận thông tin về dịch bệnh xuất hiện trên mạng xã hội khiến cho người dân quan mang lo lắng, thì thông tin báo chí đã cho thấy vai trò quan trọng của mình trong định hướng dư luận xã hội, mang đến thông tin chính thống để người dân bình tĩnh, không quan mang nhưng cũng không chủ quan trước dịch bệnh thông qua kênh thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí của thành phố châu đốc người dân không chỉ cập nhật kịp thời chính xác tình hình dịch bệnh tại địa phương trong tỉnh mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng tránh dịch bệnh mặt khác những thông tin tích cực hành động tử tế những câu chuyện đẹp trong thời dịch được trung tâm chuyển tải đã mang đến luồng gió mới góp phần mang đến sự lạc quan tinh thần đoàn kết sẻ chia hướng đến mục tiêu chiến thắng đại dịch Đặc biệt sự đồng hành của đội ngũ phóng viên của trung tâm trong ghi nhận sự đóng góp của các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch đã mang đến nguồn động viên, cổ vũ lớn đối với đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ công an quân đội. Không chỉ trong tâm dịch khi dịch bệnh được kiểm soát, đội ngũ phóng viên trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc đã kịp thời bám sát các lĩnh vực đời sống xã hội, phản ánh những mô hình cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa nền kinh tế bật dậy sau dịch cùng với đó trung tâm cũng quan tâm phản ánh những khó khăn của các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh kết nối họ với những tấm lòng sẻ chia trong cộng đồng cũng trong đại dịch đời sống người dân bị xáo trộn kinh tế trì trệ một lực lượng lớn công nhân mất việc làm các doanh nghiệp địa phương phải giãn cách xã hội nằm trong diện khoanh dùng phải thực hiện theo các chỉ thị 15, 16, 19 rồi nhiều lúc trở thành dùng đỏ, dùng cam, dùng vàng, thực sự làm cho doanh nghiệp, nhà máy sản xuất vô cùng khó khăn, cả xã hội khó khăn. Và cũng chính lúc khó khăn nhất thì trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố chính là người bạn đồng hành, nói lên tiếng nói trung thực về những khó khăn bất cập mà cộng đồng doanh nghiệp gặp phải, từ đó đã có những giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ từ cơ quan quản lý được đưa ra không những thế trong đại dịch tin bài phóng sự của trung tâm đã bao quát nhiều vấn đề của đời sống xã hội từ giấy đi đường có nhiều bất cập từ việc người dân ở dùng xanh qua dùng đỏ dùng cam dùng vàng và ngược lại đều luôn có tiếng nói luận bàn phân tích của đội ngũ phóng viên để tìm ra phương pháp thích hợp nhất trong công tác phòng chống dịch cho cả cộng đồng xã hội một cách phù hợp ngay thời điểm khó khăn nhất với sự vào cuộc ghi nhận phản ánh chân thực của trung tâm đã nhanh chóng nhận thấy những bất cập từ đó điều chỉnh giúp giảm đi thời gian công sức của doanh nghiệp trong các thủ tục rườm rà bất hợp lý tạo điều kiện để doanh nghiệp tập trung vào nguồn lực duy trì sản xuất bảo đảm an toàn phòng chống dịch nhiều bài báo đã kịp thời phản ánh những khó khăn đã động viên doanh nghiệp người lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh đem đến cho họ niềm tin sự lạc quan về ngày mai tươi sáng có thể nói, truyền thông báo chí bất kỳ thời đại nào cũng đóng vai trò quan trọng đến định hướng thông tin, dư luận xã hội, tác động lớn đến nhận thức, thái độ, hành vi của công chúng. Đặc biệt trước bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, sức mạnh truyền thông báo chí được lan tỏa rộng rãi, trở thành vaccine tư tưởng tinh thần, góp phần quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong cuộc chiến phòng chống đại dịch. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Báo chí lan tỏa năng lượng tích cực, củng cố niềm tin xã hội, tạo sức mạnh chiến thắng đại dịch Covid-19. quý vị và các bạn nghe đài thân mến, để thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2021 theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân phường cho Phú B đã tích cực triển khai quyết liệt công tác điều tra, rà soát nhằm đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng, không bị bỏ sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống nhân dân địa phương. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của thành phố về rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2021 và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn ủy ban nhân dân phường châu phú b đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các khóm thành lập ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo của phường và thành lập tổ rà soát ở từng khóm địa phương tăng cường công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân từ đó người dân có nhận thức đúng đắn về rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo và xác định đó là trách nhiệm của toàn dân vì lợi ích của cộng đồng Cán bộ cơ sở là người trực tiếp nắm chính sách và địa bàn dân cư nơi cư trú, triển khai thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp, phân loại hộ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở từ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đến niềm yết công khai kết quả thực hiện, bảo đảm công khai minh bạch mỗi giai đoạn thường có bổ sung các tiêu chí chỉ tiêu để đánh giá công tác giảm nghèo do đó việc triển khai ra soát thận trọng chính xác và công khai quá trình ra soát đánh giá được thực hiện kỹ đúng thực chất từng thành viên trong ban chỉ đạo phường phụ trách từng khóm thu thập thông tin lập danh sách hộ nghèo cận nghèo mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tham gia giám sát chặt chẽ ra soát theo đúng các tiêu chí được quy định quan trọng là đánh giá được đúng thực trạng hộ nghèo ở địa phương bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân Năm 2021, phường Châu Phú B có 18 hộ cận nghèo thực hiện chỉ tiêu thoát. Thực hiện chỉ tiêu thoát cận nghèo 2021 là 14 hộ, đạt tỷ lệ 140% so với kế hoạch. Qua điều tra rà soát phát sinh theo chuẩn mới 2021-2025, hộ nghèo trên địa bàn phường là 16 hộ, 59 hộ cận nghèo. Hộ thoát cận nghèo, chuẩn cũ là 14 hộ, hộ cận nghèo còn lại, chuẩn cũ là 4 hộ. Tổng hộ quản lý hộ nghèo năm 2022 trên địa bàn phường là 20 hộ và 73 hộ cận nghèo. Có thể nói ra soát chặt chẽ, bình xét chính xác dân chủ công tâm để xác định hộ nghèo cận nghèo là điều kiện để mọi nguồn lực hỗ trợ đến người dân được kịp thời đầy đủ. Qua đó, địa phương nắm được tình hình khó khăn của từng trường hợp cụ thể, giúp cho người dân được tiếp cận, hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ phù hợp về nhà ở, cây trồng, vật nuôi, vốn sản xuất, việc làm. Việc ra soát các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng cũng chính là động lực để mỗi người dân dương lên thoát nghèo, bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe bài công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Châu Phú B. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt.